Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ ngã ba Sơn Đốc. Cái này là của xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Cái này nếu mấy bạn đi ngược về hướng sau lưng mình thì đi về thị trấn Dòng Trơm nha. Còn nếu mà quẹo trái thì cái hướng đi về thị trấn Ba Tri. Còn bây giờ mình sẽ quẹo phải. Cái hướng này thì đi về thành phố Bến Tre. Nhưng mà mình chạy chút xíu rồi tới cổng chào của xã Hưng Nhượng rồi mình sẽ đâm hẳn cái hướng ra ngoài bờ sông Hàm Luông nha. Rồi bữa nay mình đi tới chợ Ngã Ba. Chợ Ngã Ba là chợ của xã Hưng Lễ á. Thật ra là cái hành trình mình thì đi qua tới bên kia sông lận, nhưng mà do clip dài quá nên mình sẽ cắt ra bớt. Cái đường mình đang đi là trục lộ chính nha, bởi vì nhà cửa cũng khá là nhiều, nhưng mà cũng tùy lúc nữa. Đi lại mấy cái khúc ngã ba ngã tư đồ đó thì nhà mới nhiều thôi, chứ còn bình thường thì mình thấy cũng vắng lắm. Ở đây thì bây giờ thì đa phần thì trồng dừa mà, còn mấy bạn kiếm ruộng lúa thì cũng hơi khó nha. Rồi tới ngã ba này mình sẽ quẹo trái. Ở bên trái mình nó là cổng chào của xã Hưng Nhượng. Ở đây thì cũng có cái chợ nữa nhưng mà mình không để tên. Giờ này cũng còn bán nha. Giờ này chủ yếu là trái cây với rau cải. Thịt cá thì mình thấy dọn gần hết rồi. Đó, bây giờ mình đi cũng 11 giờ rưỡi rồi. Giờ này mà thịt cá mà còn thì nó cũng muốn đổi màu. Ở đây mình thấy còn gì bán cá nè. Còn thịt thì gần như dọn hết. Cái hướng này cũng đi vô chợ Sơn Đốc nữa nha. Sơn Đốc thì là một cái tên gọi khác của Hưng Nhượng. Ở đây thì nổi tiếng là bánh phồng. Nó bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sơn Đốc. Thỉnh thoảng thì các bạn sẽ thấy ở phía trước cửa nhà đó người ta hay phơi bánh tráng lắm. Người ta sẽ có làm những cái dàn rồi người ta gác. Có khi mình thấy người ta phơi bằng chiếu hoặc là bằng lưới cũng có. Còn không thì lá dừa người ta đan lại rồi người ta phơi. Nó nhà cửa thì đa phần là nhà tường không mà nha. Chỉ có được hai cái dãy bên lộ thôi, chứ sao là cũng dừa dừa không mà. Nè, ngã ba trước mặt nè, nếu mấy bạn quẹo phải thì cái hướng đi lên chợ Sơn Đốc. Đây chạy lên đó chắc chừng 300-400 thước vậy hả? Nó khúc này nó hơi tệ chút nha. Nó hổng rầy ở dưới Bến Tre mình thì mưa liên tục à. Có khi một ngày mưa 2-3 đám là bình thường. Ngày sáng giờ mình thấy trời chuyển mưa mà mưa không nổi thì sao? Bình thường là đi quay phim mấy bữa này nhiều khi cũng chán lắm. Chạy tới chỗ cái trời đổ mưa rồi phải đi về đó. Bây giờ mình quay lại đi, tới đâu tính tới đó. Đó, bạn thấy nó đa phần là dừa nha. Có bưởi nữa nhưng mà mình thấy cũng ít. Nó hay nằm phía sau á. Còn cái đường lộ bê tông thì chạy rất là đã luôn. Nó toàn là dừa mà. Còn không thì người ta trồng cỏ để nuôi bò dê. Nè, bên trái mình mấy cái dàn để phơi bánh phồng nè. Mà bây giờ thì mình thấy mấy cái làng nghề đó nó cũng mai một bớt ra. Giờ chỗ nào người ta cũng đổi sang làm bằng máy á đó. Chứ làm thủ công thì khá là cực. Quết bột cũng bằng máy, thậm chí là nhiều khi mình thấy tráng bánh cũng bằng máy luôn đó. Chỉ có phơi là nhiều khi người ta phơi nắng. Còn nếu mà vô tháng mưa đó, chỗ nào được thì người ta có máy sấy người ta sấy luôn. Nó mấy cái đường nhỏ nhỏ thì mình thấy cũng đổ bê tông rồi hết trơn rồi nha. Đó, nhà thì mình thấy nhà đẹp rất là nhiều. Thường thường thì máy thái, máy nhọt đâu có mà. Gần như là cái hàng rào đẹp là ở phía trong là nhà đẹp. Có khi người ta có cái nhà xong rồi cái người ta che thêm cái máy hiên đó. Nên mấy bạn sẽ không có nhìn thấy rõ. Nè, bên trái con càng rất là đã luôn. Bây giờ ở dưới quê mà nhà lầu thì cũng nhiều nữa. Thỉnh thoảng thì mình sẽ thấy có xe hơi. Xe hơi thì mấy bạn có thể đi mấy bữa thứ bảy chủ nhật hoặc là lễ Tết đâu. Chứ còn ngày thường nhiều khi người ta đi tước xứ hết trơn. Mấy ngày nghỉ lễ đâu đó thì con cái người ta về. Chứ còn xe hơi mà để ở dưới quê thì
Thường thường là chỉ có chạy xe dịch vụ đấy. Ví dụ như đi khám bệnh, đi Sài Gòn, đi sân bay rồi. Chứ còn bình thường thì đâu có ai lấy xe chạy ra chợ làm chi mất công. Tại vì nếu mà chạy ra nhiều khi cũng không có chỗ đậu nữa. Mà ở dưới quê mà gửi chiếc xe thì cũng 20-30 rồi. Ở trời thì đang chuyển mưa nha, nhiều lúc mình dưới cái đám mây hình sẽ hơi tối một tí, chứ cái đường thì chạy đã lắm. Với mấy bạn đi về dòng trơm đó thì mấy bạn sẽ gặp một cái đặc trưng là người ta hay trồng cây mắc nai lắm, là mấy cái cây mà lá đỏ đỏ thường hay nằm dọc bên lộ á, cái bông màu trắng trắng á. Mấy cái huyện khác thì mình thấy cũng có trồng nhưng mà nó gần như là không nhiều bằng dòng trơm, nó cứ chạy một khúc là gặp á, nhiều đoạn đường thì người ta trồng hết luôn, nó đỏ rực đã lắm. Nó vừa thì thường thường là vừa tơ vừa lão luôn nha. Lúc này thì vô tháng nắng rồi, dừa thì bán được lắm. Hôm hổm tháng mưa thì có 30-40 ngàn à. Còn bây giờ vô tháng nắng thì có chỗ lên được tới 100 mấy rồi, 101, 102. Cũng tùy dừa với lái nữa nha. Nhiều khi người ta mua hơi ép giá. Với dừa của mình cũng tùy loại nữa. Nếu mà loại nhất thì mới được 100 mấy. Nhưng mà thông thường thì dừa dừa ít có ai được loại đó lắm. Toàn loại 2, loại 3 hoặc loại dạt lắm mà. Bán mà 5-60 ngàn một chục là đổ mồ hôi rồi. Còn nhiều khi dừa xấu người ta dạt lại, người ta bỏ uống bệnh luôn. Cũng như mấy trái dừa mà trái dài đó. Còn không thì cái trái cái chút xíu cũng có. Bởi vì thông thường thì dừa người ta mua thì người ta hay để cái giá loại nhất đó. Nhưng mà đâu có được mấy loại đâu. Cũng như bưởi vậy đó. Bưởi thì loại nhất thì được 20-20 mấy. Nhưng mà thông thường thì vô thì nó mua loại 2, loại 3 đâu. Chừng 12-13 ngàn ký là đổ mồ hôi. Còn bưởi bi thì còn rẻ dữ nữa. Rồi phía bên phải mình là Thánh Thất Hưng Nhượng nha. Thánh Thất thì mình thấy mới sơn rồi nè, nhìn cái màu cũng được lắm. Còn phía sau thì vườn dừa hết mà. Có chuồng bò nữa, nhưng mà nó hay lụp xụp ở dưới đó. Có khi thì người ta nuôi tuốt phía sau. Nó không có giống như là ở Ba Tri. Ba Tri thì mình thấy thường người ta nuôi sát lộ, với người ta phơi con bò sát lộ đó. Bởi vì đi ngang cái mùi nó nồng lắm. Còn ở đây mình thấy cũng có nhưng mà ít. Các bạn thấy vườn dừa rất là đã luôn nha. Nhiều vườn người ta mần sạch trơn là không có một ngọn cỏ luôn á. Với cái đường này mình đi mà thấy cũng ít rác nữa. Giống như là người ta mần cỏ rồi người ta dọn rác luôn hay sao á. Nó rác xả với rác vụt trộm mình thấy cũng ít. Không biết vô khúc trong thì sao à. Nhà bên trái mình có cái chỗ bán tạp hóa nè, làm giống như cái siêu thị mini vậy. Như ở dưới quê thì mấy bạn sẽ hay gặp những căn nhà người ta cất rồi nhưng mà người ta chưa có tô nha. Cái đó là gặp thường xuyên luôn. Nè, bên phải mình là nhà thờ rồi. Dân Long Hầu Trương Tấn Bủ. Anh này là của một doanh nhân nè. Có nhà đẹp mình thấy rất là nhiều luôn á. Lâu lâu mình thấy cũng có trồng mít thái nữa. Nhưng mà thấy ít cũng nhiều. Mít lúc rài thì mình thấy nó cũng rẻ bớt rồi. Tại vì người ta trồng rất là nhiều luôn. Bên trái có căn nhà mày thái này. Người ta làm hàng rào, làm sân rồi hết trơn. Nhà mới có thường thường cái nền rất là cao nha. Mấy bạn thấy mấy cái nhà mà thấp thấp đó, thấp hơn mặt lộ đó thường là nhà lâu năm rồi. Còn mới cất bây giờ người ta có cao nhộng hết trơn. Đó, đây cái tổ mà có làm cái cổng chào, cái này không biết gọi là cái gì, giống cái trụ hơn. Ở mình thấy tổ nào cũng có hết nha. Nó cứ chạy lên mỗi tổ này sẽ gặp được một cái cục như vậy. Không biết gọi là gì luôn. Giống như cái trụ hay cục móc này. Nó cái đường mình rất là thích luôn. Mình thích chạy những cái đường lộ bê tông như này. Chạy những cái đường này thì ngắm cảnh nó đã lắm. Nhưng mà khi mà đường lộ lâu năm thì chạy nó sẽ bị cộm. Mấy cái chỗ mối nối hoặc là mấy cái mối cắt á, nó bị nứt ra. Chạy nó cộm cộm bên mình. Có chỗ thì người ta lấy nhựa đường người ta đổ nhưng mà cũng bị cộm.
Bên phải cái vườn trồng dừa, ở dưới là cỏ mà. Mình thấy nhiều mương thì nước nó ngập lểnh lảng hết nhá. Ví dụ những cái chỗ nào mà gần sông ngòi kênh rạch rồi đó thì nước nó thoát ra nó khỏe, còn nhiều khi mấy cái chỗ sâu sâu ở trong không có đường thoát thì hơi bị mệt tí. Quán thì bạn thấy thường thường thì tập quá không mà tập quá hoặc là bia nước ngọt, cái đó là gặp nhiều nhất. Ở đây cũng có cái trụ nữa nè, mấy cái ấp hoặc là mấy cái tổ mình thấy đều có cổng chào hết nha. Ở đây viên vườn dừa rất là mát luôn. Ở Bến Tre thì bây giờ mấy bạn đi gặp dừa nhiều lắm, gần như là đất ruộng đất vườn này nó trồng dừa không à. Bên phía sau có mít nữa. Không đi nhiều Bến Tre nữa, mình thấy ở bên Tiền Giang cũng vậy đó. Tiền Giang thì bây giờ dừa quá trời luôn. Mấy cái cây mắc nai ở đây mình thấy làm như là nó lá nó làm sao á, nhìn nó không có nổi lắm. Ở phía bên phải mình cũng nhà tu thừa, trung trung thừa chứ. Còn phía trước thì bán hòm. Mình bên trái cũng có mắc nai nữa. Không, cái cây này hình như là cây sò điệp á nhỉ. Lâu quá mình không nhớ, hồi đó mình nhớ có trồng cái cây đó để lấy cái gì thuốc trị bệnh gì á. Tại vì nó nở ra giống như con sò vậy. Bên phải mình này đang làm lộ. Cậu này hình như là chuẩn bị làm hàng rào thì mình thấy để mấy cái trụ bê tông này. Nó mương nào thì nước cũng lênh láng hết nha. Nó mới mưa nên nhiều chỗ nó sẽ đồng dũng. Lúc này hay gặp mưa đêm hoặc là mưa chiều lắm. Có khi thì chuyển dần vũ chứ không mưa, còn có khi là một cái cơn ào qua cũng có, mấy bữa này hay bất chợt lắm. Nhưng mà hay đâu phải nhà nào cũng có điều kiện làm hàng rào đâu, thường mấy cái nhà mới cất thì mới gặp ấy. Ở đây nếu mấy bạn quẹo trái thì cứ hướng đi ra ngoài bên phà Hưng Lễ, đi qua bên Phú Khánh đó nha. Còn đây mình sẽ đi thẳng luôn, mình đi ra chợ rồi một hôm sẽ dọc cái đường bờ sông mình đi ra Bến Phà sao. Các bạn có coi Bến Phà coi clip sao nha, clip này mình chỉ đi ra chợ thôi, cái này gần tới chợ rồi, chạy qua cầu này tới rồi. Ở đây có mấy cái hàng cao nhìn rất là đã luôn nè. Cái này là cầu Hiệp Hưng nha, mình coi bản đồ thì mình thấy nó bắc qua sông nhỏ, cũng là một nhánh sông của sông Bến Tre nữa. Nó là sông nhỏ chứ thấy cũng khá là lớn. Cầu này thì nó nhỏ nhưng mà nó rất là dài luôn. Nó đi qua đây mà chạy chậm chậm, gió nó thổi cũng quéo râu nữa. Đó nước thì đang lớn nha. Chỗ này nước phù sa nên đục mò nè. Còn chỗ nào mấy bạn thấy nước trong xanh đó là thường chỗ đó có cống, người ta đóng cống lại nước nó mới trong xanh thôi. Chứ nước sông mà hiếm khi nào mà nó trong lắm. Nước sông mà chỉ thấy có lúc mà nước cạn thì giữa dòng nó sẽ hơi trong trong được tí. Rồi qua khúc này cũng vừa không à. Cái này mình qua bên xã Hưng Lễ rồi nha. Hưng Lễ thì cũng của dòng Trơm luôn. Ở đây người ta lấy dừa, lá dừa người ta phủ gốc nè. Nó phủ như vậy thì sẽ rất là ít cỏ. Có điều vô tháng mưa thì nó hơi mệt nha. Tháng mưa thì nó sẽ bị ẩm nhiều. Tháng nắng thì vậy thì rất là tốt luôn. Rồi bên phải mình có bán vật liệu xây dựng nữa. Vật liệu xây dựng thì nó hay nằm gần bờ sông. Mà bây giờ mình thấy bán vật liệu xây dựng thì cũng hơi bị đuối nè. Tại vì thường thì hay nằm sát sông đó, mà những cái con sông nhỏ nhỏ và là những con kênh đó. Bây giờ người ta làm cống rồi, nên vật liệu xây dựng thì nhiều khi đi vô cũng khó khăn lắm. Bây giờ mà ghe đò mấy bạn vô sông nhỏ và những khúc sông đó làm cống là coi như là điếc ngắt luôn. Này đi tới cổng chào của xã Hưng Lễ rồi nha.
Ở đây cũng có ba cái mặt nai nữa. Cái hát hai bên thì mình thấy có trồng cây xanh đó, nhưng mà làm như nó mát quá vậy. Mấy cái cây này nó không có được bự lắm. Lâu lâu mình thấy cũng có trồng bông trang nữa. Thường những cái đường lộ nông thôn thì bây giờ là hay vận động trồng bông đó. Nhưng mà vận động trồng nhiều khi người ta không có chăm sóc mà nó cũng chết ngắt hết trơn à. Ở khúc trên mình cũng vậy đó, mấy cái lộ mà mới vừa làm xong đó là hay trồng bông trồng hoa nè. Qua được mùa mưa tới mùa nắng rồi là rủi hết. Tại vì mùa nắng đâu có ai đi tưới đâu. Đây có bán quán nước nữa. Có quán ăn nữa nha. Quán ăn là chắc mấy bạn đi buổi sáng chứ giờ này đâu có ai bán. Tại vì ra đây thì giống như ra đường cục rồi. Đây chỉ có dân địa phương đấy. Nhưng mà mình thấy cái đường rất là đã luôn á. Có thể là đây là một trong những cái đường mà đẹp nhất. Đó, mình thấy đường lộ mà trồng mấy cái cây mắc nai như vậy nè. Còn không thì trồng bông trang như là ở cồn Ngũ Hiệp vậy đó. Nó nở cái là nó nổi màu vậy lắm. Còn mấy cây mắc nai này thì lá nó đỏ sẵn rồi. Ở phía bên trái mình đó là trường tiểu học Hưng Lễ nha. Nó trường cũng khá là bự với mới cất nữa. Nó bây giờ thì trường nào cũng vậy. Lên lầu đạt chuẩn quốc gia hết trơn. Chứ không có lụp sụp như vậy đó. Thường thường những cái trường lụp sụp như vậy thì bây giờ hay làm nhà ấp. Hoặc là mấy cái chỗ họp đâu, hội họp đâu. Ở đây có bán quán cho học sinh. Mọi người qua khúc này cũng thông lỏng rồi. Ở đây trồng dừa, trồng cỏ, trồng chuối đâu. Là bên phải mình có cái đường nước rồi nha. Nhưng mà cái đường nước này mình thấy người ta móc mương đồ khá là sâu luôn. Có những cái đường nước sạch trơn à. Chứ mình thấy nhiều chỗ cái đường nước người ta bỏ hoang phế đó. Cái cỏ cây rác rến rồi. Hoặc là nhà cửa mà đông đó thì nó sẽ bị đen thui nè. Nhưng mà mình nghĩ tương lai cái đường nước bên phải mình khi mà dân số đông lên thì chắc nó không còn đâu. Từ từ người ta tấm đó ra. Ở nhà bên đây thì mình thấy nó hơi yếu hơn là bên Hưng Nhượng nha. Ở đây thì giống như là vô vùng sâu vùng xa tí. Ở đây mà nếu mà bắt được cái cầu qua bên kia sông Hàm Luông thì qua bên Trà Vinh rồi. Ủa qua bên kia là bên Thành Phú đó. Thì mình thấy chắc có thể là nó khá hơn. Sông Cổ Chiên thì mới qua bên Trà Vinh. Ở đây thì có phà qua bên Phú Khánh của Thành Phú. Nhưng mà mình coi thì mình thấy phà chạy cũng hơi lâu nha. Có khi mấy bạn phải đợi gần 2 tiếng rồi. Thấy khúc sông này khá là bự. Đi phà nếu mấy bạn muốn lẹ thì mấy bạn đi buổi sáng á. Buổi sáng thì phà người ta chạy thời gian nó gần gần hơn. Chứ còn mà đi buổi trưa như mình thì lỡ xui thì đợi cả tiếng hoặc là 2 tiếng là bình thường. Cũng hên xui nữa, nếu mà đông thì người ta có thể là chạy lẹ hơn. Rồi khúc này ba cái mắt nai rất là đã luôn. Còn phía sau thì người ta trồng bông trang. Không thấy đỏ rực luôn. Gần như mình thấy lộ mà hai bên là cái màu đỏ là nó nổi nhất đó. Chứ trồng mấy cây khác thì cũng không bằng. Trồng chuông vàng thì cũng được, nhưng mà chuông vàng nó nở không dữ bằng mấy này. Mắt nai lúc nào nó cũng đỏ. Với làm như mình thấy nhiều khi trồng chỗ mát thì cái màu nó hơi rút rút hay không. Đây có cây cầu nhưng mà không thấy để tên. Nhiều khi có tên nhưng mà dân địa phương người ta mới biết thôi. Ở bên phải mình nguyên cái dãy nhà cho thuê luôn nè. Bây giờ hay gặp cái kiểm này lắm nha. Nhiều khi nằm ở trong mấy cái lộ nhỏ xíu người ta cũng hay cất cái đó nữa. Làm như có điều kiện là người ta cất thôi. Ở đây thì khúc này thì gần chợ, chạy chút xíu nó mới tới chợ. Nhưng mà mình nghĩ cái đường này xe du lịch vô cũng hơi khó nữa. Này mình đi tới khúc chợ rồi nha, bởi vì nhà cửa có rất là đông. Ở đây thì giống như là trung tâm của xã rồi.
là cái chợ nằm bên trái mình đó. Ở phía sau cái chỗ đền thờ liệt sĩ, có đền thờ liệt sĩ rồi mới vô chợ. Rồi đi xe du lịch vô được đó. Chắc đi đường khác quá chứ hồi nãy cái đường cầu mình thấy nó có chút xíu mà xe này đâu có chạy qua được. Hồi nãy bên xã Hưng Nhượng đây thì mình thấy mấy cái tổ này nó có mấy cái trụ nó để. Còn nếu mà qua bên Hưng Lễ này nè, lại mấy cái tổ thì có cổng chào á nha. Nó cái chợ ngã ba thì nằm hướng trước mặt mình á. Còn bây giờ thì cái chợ người ta cũng dọn trống lỏng rồi. Chỉ còn nhà dân hai cái dãy hai bên người ta bán thôi. Ở chợ này mình thấy khá là cổ luôn á. Bây giờ thì nhiều chợ mình thấy người ta xây cho cất rồi, sao cái chợ này chưa cất không biết nữa. Nó là chuẩn bị di dời đâu không? Nó với chợ này nằm sát bờ sông nha. Nó nhìn nó cũng hơi cổ nữa. Nhà chỗ này bán tạp hóa với bán quần áo. Nó còn chỗ này tới cuối chợ đây. Để mình coi mình vòng ở đây. Nó chỗ này thì mấy cái sạp thịt với ba cái chỗ bán cá rồi mà giờ người ta nghỉ hết trơn rồi. Ở thường chợ quê các bạn đi buổi sáng á nha. Chứ còn đi giờ này của mình thì ít khi nào mà còn đó. Chỉ có lên chợ huyện hoặc là chợ thành phố rồi thì còn đó. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.